Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức thời tiết đến từ biên tập viên Thu Hiền. Xin mời chị ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Hải Yến. Thưa quý vị khán giả, khoảng giữa tuần sau không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống gây ra một đợt rét cho miền Bắc, đánh dấu thời tiết chính thức vào đông. Đáng chú ý trong đợt rét tới là khu vực vùng núi, nền nhiệt giảm rất sâu, có thể xuống dưới mức rét hại. Như là tại Y Tý, Lào Cai đến thứ 5 và thứ 6 nhiệt độ ban ngày sẽ không vượt quá 14 độ, ban đêm thì chỉ vào khoảng là 11 độ. Trời lại còn có thêm mưa ẩm sẽ khiến cho cái rét càng thêm buốt giá. Với dự báo như vậy, quý vị có dự định đi du lịch vùng cao trong tuần tới thì cần theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, chuẩn bị quần áo nhiều lớp để giữ ấm. Chú ý đường trơn trượt, không nên di chuyển bằng xe máy. Còn vùng đồng bằng bao gồm thủ đô Hà Nội dự báo đến thứ 5 cũng vừa mưa vừa rét. Còn trong tối và đêm nay thì trời tạnh giáo và mát mẻ. Nhiệt độ ở các quận trung tâm sẽ trong khoảng là 25 độ. Còn vùng núi như là Ba Vì, Sơn Tây hay là huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh sẽ trong ngưỡng là 24 độ. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh tối và đêm nay cũng rất dễ chịu, dự báo trời không mưa, thoáng mát, nhiệt độ thấp nhất sẽ vào khoảng là 25 độ. Còn bây giờ xin tiếp tục với những thông tin khác của Chuyển động 24 giờ.